Phi Liễu, Cẩm Hồng, Cẩm Chướng. Trời ơi, dậy đi mấy con. Thiệt tình nè, mấy bà nội này nè. Giờ này mà còn ngủ nữa hà, bực bội ghê đó. Quán mấy bữa nay có khách mực quá. Giờ phải gọi điện thoại kiếm khách mới được. Alo, anh Năm hả? Trời ơi, sao bữa giờ ông ghé quán em vậy? Trời ơi, lúc này có mấy anh em mới về đẹp lắm luôn á nha. Anh muốn cỡ nào cũng có hết trơn á. Để em giới thiệu với anh nè. Búp cũng có nè. Mới nở cũng có nè. Nở tè lè tét lét cũng có nè. Anh cần không? Anh cứ việc qua quán em đi. Nếu mà anh không thích tới bắt em thế vô. Hả? Anh ói hả? Ói là chuyện bình thường, không ói mới là chuyện lạ đó. Ok vậy nha, chiều ghé quán em nha. Dạ em chào chị. Trời ơi, con nhỏ này nó dễ thương ghê. Mới vô quán mình là biết giới tính của mình liền à. Em. Dạ. Em đi đặt đây. Dạ em đi xin việc làm. Ủa, sao em biết ở đây cần người làm? Dạ em nghe đồn. Trời, trời chết rồi em ơi, trời nó đồn gì vậy em? Trời, trời chị nói thiệt em, chị làm ăn kín đáo. Trời, vậy, em ơi, chị ơi, em. Kín đáo không hay là phi pháp mà sao chị nhoi như dòi vậy chị? Không phải, chị nghe đồn cho chị sợ. Vậy hả? Nó nghe nè, em ơi em cần việc làm hả? Dạ. Nhưng mà tiếc là quán của chị bây giờ nó không còn người làm nữa rồi. Cái gì cũng có người làm hết trơn rồi, nên chị không có nhận em đâu. Em năn nỉ chị mà, tại vì nhà em xa lắm. Nếu mà chị không nhận em không biết đi đâu hết trơn á. Nhà em ở đâu mà xa? Nhà em xa lắm chị. Chị nhận em nghe chị. Nhà em ở đâu? Thưa chị, em ở một vùng xa xôi lắm. Đạp sương hàn cho tuyết trở về đây. Xa là đâu? Em từ một vùng xa xôi lắm. Đạp sương hàn cho tuyết trở về đây. Mà xa là đâu? Em từ một vùng xa xôi lắm. Đạp xuống hàng gió tuyết trở về đây. Sao chị biết hai cái vậy chị? Bà nói 280.000 lần mà tôi không biết sao được. Dạ. Thôi giờ thấy em dễ thương, xinh đẹp. Dạ. Thôi bây giờ chị tạm thời nhận em. Nhưng mà cái quán của chị, người ta vô trong này người ta phải biết uống bia uống rượu. Em có biết uống bia uống rượu gì không? Chị yên tâm đi, trong người em 70% là bia với rượu rồi. Còn 30%? Xăng. Ủa sao có vụ xăng đây nữa? Tại đó em bán xăng lậu, bị bắt giờ bỏ nghề luôn rồi. Em ơi, quán của chị còn những người thích duyên biết hát karaoke. Em biết ca biết hát gì không? Dạ cái gì em cũng biết hát hết trơn á. Nhạc trữ tình, giọng cổ, nhạc rock, nhạc gì em cũng biết hết trơn á. Chị hát cho chị nghe đi, nếu mà hát hay chị nhận em vô quán. Dạ, liền luôn á. Dạ, dạ em hát anh. Hát nha. Hey. Ôi trời ơi, đã nha. Trời ơi, bốc nha. Trời ơi, hết sảy. Còn gì ai gieo cảnh nắng cay để giờ đây mình sống kiếp đơn côi vì đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Chị ơi, sao vậy chị? Trời ơi, tôi lại bà nội. Dạ em hát đó. Khách vô quán tôi, người ta hát karaoke. Bà quất 100+ chữ nó chết hết là ai uống? Dạ, không được. Vậy thôi hát nhạc khác nha. Nhạc gì? Em hát bài này giật được không? Bài gì? Bài này có cái chiêu gì khác không? Thôi em múa lửa đi. Múa lửa phải không? Dạ, cái dạ. Này đặc biệt rồi nha. Dạ, trời ơi, quán bia ôm mà có múa lửa là đã lắm á. Dạ, dạ, em múa lửa cho chị coi đi. Dạ, trước khi em múa thì chị đi kiếm bình xịt giùm em đi. Ủa, kiếm bình xịt gì vậy? Dạ, rặng rác có cháy thì anh xịt vô. Trời, em múa lửa hay bị cháy lắm hả? Dạ, vậy á. Nè, bởi vậy chị không thấy da em trắng sao? Trời ơi, sức kem gì vậy? Đâu có cho cháy riết lột da mà trắng vậy á. Không muốn lửa, tôi coi đi bạn. Vậy múa nha. Vô, ừa. Múa lửa. Bà rạch quá ha. Lửa dưới này á, nó cháy á, dập còn thấy bà nội luôn á. Bà đi thỉnh lửa cao nguyên gì nó cháy sao dập bà. Dạ, lửa
cái này là bình thường thôi, lửa cao nguyên cháy mới là lạ. Thôi dẹp đi. Dạ không được hả? Không. Thôi dẹp, nói chị nghe nè, bây giờ em hát á, mà một tí nữa em hát á, trong lời hát của em có nói chữ gì chữ có thì chị nói giùm em chữ có được không? Rồi rủi gì tôi không biết rồi sao? Thì không biết chị cũng nói chữ có giùm em đi. Không biết cũng nói có nữa ba. Dạ dạ. Rồi thôi muốn lửa lại tôi coi coi. Dạ. Nhau. Cháy lên đi lửa chết Cao Nguyên. Cháy lên đi lửa chết Cao Nguyên. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Ngân Ngân Anh, để hỏi ngay. Gì? Chị gió nói gì chị vậy? Ủa gió đâu nói gì đâu. Có. Hồi nãy em hỏi chị nó có đó. Ủa nó đâu nói gì chị đâu. Có mà chị nói em giận chị á. Ê con quỷ mày điên hả mày. Mày ơi tự nhiên mấy mày hỏi là em nó hỏi gì chị nói có. Em hỏi gì chị nói có. Cái tao nói có cái mày hỏi gió nói gì. Mày làm như gió với tao là bạn vậy đó. Chứ gì nữa. Chị là bóng còn nó là gió. Bóng với gió là bạn với nhau chứ gì nữa. Trời. Ê nãy giờ mày vô quán đó tao bực bội lắm nha. Mày không có làm gì được hết. Ca hát cũng được mà nhảy múa cũng được nữa. Bây giờ tao đếm 1, 2, 3 mày bước ra khỏi quán cho tao nha không. 1, 2, 3 biết. Chiều chưa đi màn đêm buông xuống. Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng quần ra rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời. Trời ơi em ơi nhỏ nào mới hát hay quá. Chỉ cho chị nhận nó vô quán của chị làm liền. Em á chị. Trời ơi em hả? Dạ. Sao nãy giờ giấu chuyện nó nghe nè. Thôi bây giờ chị nhận em ở đây làm việc với chị nha. Ráng cố gắng làm việc trước sau gì cũng trở thành má mì giống như chị. Thôi em không chịu làm má mì đâu. Vậy chứ muốn làm gì? Em muốn làm ngoại mì. Ủa ngoại mì là gì? Ngoại mì là má của má mì á, là tao là má của mày á. Ủa vậy là ai đây? Trời, tự giới thiệu với cưng nè. Chị là má mì mộng mị. Trời ơi chị Mỹ. Trời ơi trước giờ chị là một tú bà nổi tiếng khắp vùng này đó. Đi đâu cũng có em út đi theo bảo vệ chị hết trơn á. Ủa tự nhiên sao làm ăn ngon cái thì bỏ nghề vậy? Trời ơi em biết sao cái nghề này nó thức đức lắm. Bởi vậy em biết không, nhiều khi chị nằm suy nghĩ chị đau khổ lắm. Trời đất ơi chị bắt con của người ta chị đem bán. Rồi một ngày đẹp trời đó người ta bắt con của chị đem bán lại. Trời sao chị sống nổi em. Không chị quyết định chị bỏ nghề. Cho nên là chị cho đàn em của chị về quê hết. Mà em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao chị cho đàn em chị về quê hết mà em chẳng được em kêu nó làm là sao vậy? Quá. Chứ sao? Quang cho em mà. Tự nhiên mấy nhỏ kia nó thất nghiệp. Nó nói chị ơi em khổ quá, chị ơi em khổ quá. Cái em nhận nó vô làm em giúp đỡ cho tụi nó chứ bộ à. Em giúp đỡ gì? Em hại tụi nó thì có chứ em giúp đỡ cái gì? Đâu không có đâu. Giờ chị muốn sao? Chị muốn em bỏ nghề. Bỏ nghề? Ừ. Bỏ nghề hả? Ừ. Trời ơi tự nhiên cái chị giờ chị không còn ai hết trơn thân thuộc trơn á. Tự nhiên cái chị đó đây chị bắt tôi bỏ nghề. Trời ơi chị bây giờ là tú bà đã hết thời rồi chị biết không? Mắc mớ gì tôi nghe lời chị tôi bỏ nghề. Xa. Trời ơi hay là... Em có biết thằng Tám Thẹo không? Tám Thẹo giang hồ chém đâu chúng đó chứ gì? Đúng rồi nó chém hả? Nó chém là có giá luôn đó em. Giá sao? Tay trái 1 triệu, chân trái 1 triệu, hai cái khuyến mãi 1 cái. Khuyến mãi gì? Tay phải. Ủa sao chém hai thứ khuyến mãi tay phải? Thì chém em lấy tay phải em đỡ lên phải rớt tay phải ông chờ tặng em luôn đó. Giờ bỏ nghề chưa? Dạ. Nghe lời chị đi cưng bỏ nghề nghe không? Không có làm cái nghề này nữa, thức đức lắm nghe không? Để đức lại cho con cháu. Mà chị nghĩ em không có con đâu, để đức lại cho cháu. Về nha cưng. Dạ chị về. Nghe lời chị bỏ nghề nha cưng. Dạ. Nghề này thức đức lắm nha cưng. Dạ. Chị về nha cưng. Dạ. Lời khuyên của chị ấy cũng đúng. Ở đời gieo gió gặt bão. Nếu mà mình trồng trái ngọt thì sẽ ăn trái ngọt. Còn trồng trái đắng thì ăn sẽ đắng. Mà bả có cái thằng giang hồ tên Tám Thẹo. Nó lắc là tôi hết tay hết chân. Trời ơi bóng mà không có tay có chân ai yêu. Thôi chị ơi em nghe lời chị em bỏ nghề.